Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Nghi Sơn lần thứ 9 năm 2022. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thanh Hóa tập huấn hướng dẫn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho hội viên nông dân xã Hành Nhân. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã phường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã, lãnh đạo các đoàn thể thị xã. Hội nghị đã thông qua nội dung tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, những kinh nghiệm rút ra và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Năm 2021, thiên tai trong cả nước không diễn ra khốc liệt như năm 2020, nhưng vẫn rất phức tạp. Trong năm xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông lốc mưa lớn, 170 trận lũ quét sạt lở đất, 139 trận động đất. Song, với sự điều hành quyết liệt, đồng bộ, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai và các bộ ngành địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nên thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021 được đánh giá là thấp nhất trong những năm gần đây. Số người chết và mất tích giảm 249 người, thiệt hại kinh tế giảm 34.762 tỷ đồng so với năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã trình bày tham luận về bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với rét hại, băng giá và công tác xây dựng văn phòng thường trực chuyên trách, công tác quản lý đê điều phòng chống lũ và xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, công tác phòng chống thiên tai và triển khai bộ chỉ số cấp tỉnh, công tác hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở an toàn vùng thiên tai, công tác vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn hạ du tại khu vực miền Trung, công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành địa phương, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung đổi mới nâng cao năng lực, công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ, kiểm tra, rà soát phương tiện, phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2022 trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, huy động và ứng phó nhanh với tình huống thiên tai xảy ra. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao năng lực của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, đặc biệt là cấp huyện và xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai ngày càng phức tạp. Củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, xây dựng lực lượng chuyên nghiệp hiện đại để ứng phó với các tình huống phức tạp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai với hoạt động giảng dạy trong nhà trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, tại sân vận động thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn thị xã lần thứ 9 năm 2022. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Nghi Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã, lãnh đạo các xã phường, các cơ quan đơn vị, các trường học cùng gần 500 vận động viên tham gia thi đấu các môn còn lại trong tổng số 22 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao,
được mở màn bằng nghi lễ rước đuốc truyền thống từ đền thờ danh nhân văn hóa, lịch sử Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ. Di tích lịch sử quốc gia tại phường Nguyên Bình được 3 vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể thao của thị xã rước về sân vận động. Cầm đuốc là vận động viên Hà Văn Quân, là vận động viên liên tiếp giành được nhiều thành tích cao, huy chương vàng, huy chương bạc trong các kỳ thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa và toàn quốc. Và 2 vận động viên tiêu biểu Nguyễn Văn Linh và Hà Anh Thư có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao. Ngọn lửa đã được đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã thắp sáng trên đài lửa của đại hội. Ngọn lửa thiêng được thắp lên trong suốt thời gian tổ chức đại hội chính thức và là động lực thôi thúc cho mỗi vận động viên, các em học sinh cố gắng hơn, rèn luyện tốt hơn, vươn tới những thành tích cao hơn, đóng góp cho phong trào thể dục thể thao thị xã Nghi Sơn ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức đại hội Thể dục Thể thao thị xã Nghi Sơn nhấn mạnh: Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Nghi Sơn lần thứ 9 diễn ra trong không khí toàn đảng bộ và nhân dân thị xã đang gắng sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất nước 34, ngày quốc tế lao động 1/5, chào mừng khai trương dụng biển Nghi Sơn năm 2022. Đại hội phấn khởi được đón 46 đoàn khối đến từ các xã phường và các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thị xã tham gia đại hội. Đặc biệt, đại hội lần này có gần 500 vận động viên tham gia thi đấu các môn còn lại trong tổng số 22 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, nhìn lại chặng đường 4 năm qua, sau khi Đại hội Thể dục Thể thao huyện diễn ra, nay là thị xã Nghi Sơn lần thứ 8 được tổ chức năm 2018, chúng ta hết sức phấn khởi với những kết quả và thành tích mà thị xã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta rất tự hào là địa phương có bề dày phong trào thể thao quần chúng và phong trào thể thao thành tích cao, có những vận động viên nổi tiếng thế giới như huy chương vàng thế giới của cố sa thủ Trần Anh, huy chương vàng Paris Games của cố tuyển thủ Nguyễn Xuân Đăng, huy chương vàng SEA Games và châu Á của Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Cường, Lê Tuyến và nhiều vận động viên tiêu biểu khác đã đóng góp nhiều thành tích xuất sắc cho phong trào của quê hương đất nước. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, trước ngày khai mạc đại hội là một quá trình chuẩn bị công phu của ban chỉ đạo, của ban tổ chức suốt hơn một năm qua, chỉ đạo tất cả các cơ sở, cơ quan đơn vị tổ chức đại hội, chỉ đạo tham gia và tổ chức các môn thi đấu trước đại hội các cấp thị xã, chỉ đạo 7 môn thi đấu trước khai mạc đại hội cấp tỉnh và đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu như các môn võ thuật, tennis, bóng đá nam, bóng bàn, thể thao vân vân. Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Nghi Sơn lần thứ 9 là dịp để chúng ta đánh giá một cách toàn diện hoạt động của phong trào thể dục thể thao thị xã trong 4 năm qua, từ đó tiếp tục phát huy và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển thị xã Nghi Sơn, thực hiện tốt lời dạy của Người, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là góp phần làm cho cả nước khỏe mạnh. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Từ tôi ngày nào cũng tập. Với tinh thần và nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Nghi Sơn lần thứ 9 năm 2022. Chúc các đồng chí đại biểu, các đoàn viên mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ,
đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đánh trống khai hội. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Tử, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong đoàn chủ tịch đại hội đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự đại hội. Khép lại lễ khai mạc là chương trình biểu diễn võ thuật do Câu lạc bộ võ thuật Võ Vi Nam thị xã thực hiện, gồm bài Long Hổ Quyền, Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp, Song Côn Nhị Khúc, Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Song Luyện Kiếm, Tự Vệ Nữ, nội dung đoạt huy chương vàng toàn quốc, Công Phá Nằm Trên Thủy Tinh, Đập Vỡ Khối Đá Lớn Trên Bụng và bài Vận Khí Công Nằm Trên Thủy Tinh Để Xe Máy Chạy Qua Người. Ngay sau lễ khai mạc, gần 500 vận động viên đến từ 46 đoàn đã tham gia tranh tài thi đấu ở 4 nội dung điền kinh: nhảy cao, nhảy xa, các cự ly chạy, đẩy tạ và bóng chuyền bóng đá. Đây là các môn thi đấu còn lại của Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9. Nhìn chung theo đánh giá của ban tổ chức, công tác tổ chức diễn ra trang trọng, phục vụ chú đáo, an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác nhân sự, trọng tài được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực. Đánh giá chính xác thành tích của các vận động viên ở mỗi nội dung thi đấu, để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các đoàn và vận động viên. Tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao. Người nói, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục, riêng tôi ngày nào cũng tập. Đã qua 76 năm, lời kêu gọi ấy của Bác Hồ kính yêu mãi là chân lý sáng ngời của đường lối thể dục thể thao cách mạng Việt Nam và luôn được mỗi người dân Việt Nam hưởng ứng với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần ấy, Đại hội Thể dục Thể thao là dịp để các vận động viên trên địa bàn học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong các môn thể thao, đồng thời cổ vũ động viên và huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua đại hội, còn tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc của thị xã tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 năm 2022 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Sau những ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức cũng đã trao 54 giải, bao gồm giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở 4 nội dung điền kinh: nhảy cao, nhảy xa, các cự ly chạy, đẩy tạ. Đối với giải bóng đá sẽ được bế mạc vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2022. Giải bóng chuyền sẽ khai mạc vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2022. Chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022. Ngày 23 tháng 4, tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thanh Hóa tổ chức tập huấn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho hội viên Hội Nông dân xã Hải Nhân. Tại buổi tập huấn, các hội viên Hội Nông dân xã Hải Nhân được giảng viên đến từ Trung tâm Kiểm nghiệm và Công nhận Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thanh Hóa giới thiệu về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam 2017, các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, yêu cầu với nguồn nước, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Qua lớp tập huấn, giúp hội viên Hội Nông dân nâng cao kiến thức về thực hành quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần thay đổi phương thức sản xuất truyền thống của người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Chiều 23 tháng 4, phường Tân Dân tổ chức lễ bế mạc giải bóng chuyền Nam năm 2022. Sau gần một tuần thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, 6 đội bóng đến từ 6 tổ dân phố trên địa bàn phường đã cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, những pha bóng đẹp, hấp dẫn, kịch tính, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ở địa phương, đơn vị.
Giải đấu được tổ chức để chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, 136 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2022. Đồng thời để chọn đội tuyển tham gia giải bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 và chào mừng khai trương du lịch biển Nghi Sơn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng tổ dân phố Hồ Thịnh, giải nhì thuộc về tổ dân phố Tiền Phong, đồng giải ba thuộc về tổ dân phố Hồ Trung và tổ dân phố Minh Sơn, giải khuyến khích thuộc về tổ dân phố Hồ Thượng và tổ dân phố Thanh Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, đoàn xã Thanh Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã khóa 24, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện thị đoàn Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Thanh Sơn. Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ xã Thanh Sơn đã động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện, đoàn viên thanh niên xã Thanh Sơn đã tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, đảm nhận công trình đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường tại trường học. Trong nhiệm kỳ, đoàn xã đã triển khai các công trình thanh niên tiêu biểu như công trình làm hàng rào chắn đuối nước tại trường tiểu học và trung học cơ sở, công trình làm khuôn viên đồ chơi cho trẻ tại trường mầm non, công trình sửa chữa nhà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Thanh Bình với số tiền hơn 58 triệu đồng. Ra mắt mô hình trông giữ xe và rửa xe gây quỹ tình nguyện. Đồng thời, đoàn xã đã quyên góp tặng quà giúp đỡ những gia đình già cả neo đơn, gia đình chính sách và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, đoàn phường đã kêu gọi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cháu Lê Quang Long và cháu Lê Thị Ngọc Anh phải mổ tim với số tiền trên 100 triệu đồng, đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động thiết thực. Với khẩu hiệu tuổi trẻ xã Thanh Sơn, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn xã đã đề ra 11 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, trong đó phấn đấu nhiệm kỳ có từ 600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn tổ chức, có 300 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 250 thanh niên được đoàn giới thiệu việc làm, 100% các chi đoàn tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có từ 35 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành đoàn xã, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đoàn cấp trên trong thời gian tới. Ngày 24 tháng 4, đoàn xã Anh Sơn tổ chức đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn xã Anh Sơn hiện có 250 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn xã đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Nhiệm kỳ qua, đoàn xã đã chú trọng bồi dưỡng kết nạp đoàn viên gắn với triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022, tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh niên tiên tiến và đội viên, đã kết nạp được 300 đoàn viên mới. Nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đoàn xã Anh Sơn tiếp tục xây dựng đoàn viên thanh niên trên địa bàn có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống văn hóa, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, quan tâm chăm lo cho các thanh niên yếu thế, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chú trọng phát triển toàn diện trí tuệ, thể chất, tinh thần trong đoàn viên thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của cấp ủy Đảng, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền địa phương, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển trong đoàn viên thanh niên. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành đoàn xã Anh Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.
Vừa qua, Hội Cựu chiến binh phường Hải Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 với 763 hội viên cựu chiến binh tham gia sinh hoạt tại 14 chi hội. Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường đã tích cực tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Hội đã tổ chức cho cán bộ hội viên học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết gắn với triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trong đó tham gia vận động nhân dân đồng thuận bàn giao giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn. Toàn phường có nhiều hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đóng góp cho các phong trào của phường và của tổ dân phố. Công tác chính sách đối với người có công luôn được quan tâm. Hội đã giải quyết cho hơn 891 trên 1.000 trường hợp chế độ dân công hỏa tuyến, phối hợp giải quyết chính sách đổi thẻ bảo hiểm y tế cho 433 hội viên. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh phường Hải Hòa tiếp tục đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, là lực lượng tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Hải Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. Ngày 24 tháng 4, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam chi nhánh thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gặp rủi ro với tổng số tiền chi trả là 690.815.400 đồng. Sự buổi lễ chi trả có cấp ủy, chính quyền xã Phú Lâm, bà Võ Thị Thịnh, giám đốc văn phòng tổng đại lý Prudential tại Nghi Sơn. Khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm lần này là anh Bùi Khắc Sĩ ở thôn Văn Sơn, xã Phú Lâm. Anh Bùi Khắc Sĩ tham gia bảo hiểm nhân thọ của Prudential với sản phẩm Pru chủ động cuộc sống. Phí bảo hiểm hàng năm là 16 triệu đồng. Khách hàng mới đóng được 8 tháng thì không may qua đời vì tai nạn rủi ro. Nhận được thông tin từ phía khách hàng, đại diện Prudential chi nhánh thị xã Nghi Sơn đã kịp thời đến thăm hỏi động viên, đồng thời thực hiện các thủ tục chi trả cho khách hàng với tổng số tiền 690.815.400 đồng. Được biết, anh Sĩ là lao động chính trong gia đình. Sự ra đi của anh để lại mất mát cho vợ và hai người con. Số tiền chi trả này sẽ hỗ trợ cho vợ con anh Sĩ trong cuộc sống sau này. Tại buổi lễ chi trả, văn phòng tổng đại lý Prudential thị xã Nghi Sơn đã giới thiệu khái quát về công ty, một số thành tựu nổi bật, ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ Prudential. Quyền lợi được bảo vệ nếu không may rủi ro, giúp khách hàng có cái nhìn đầy đủ hơn về bảo hiểm nhân thọ nói chung, từ đó tin tưởng khi tham gia. Cũng tại buổi lễ, văn phòng tổng đại lý Prudential thị xã Nghi Sơn cũng đã tổ chức chương trình tặng quà, khởi đầu bình yên may mắn cho khách hàng của công ty. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.